Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoài Nam. Mình là nhân viên tư vấn bán hàng ở bên 3146 Phạm Thị Hiện, phường 7, quận 8, Tuấn Nguyễn Music và 69 đường Trần Tiến Nghĩ, phường 7, quận Gò Vấp, Việt Thanh Music, Gò Vấp. Thì hôm nay mình làm clip này để nói cho các bạn nào mà có ý định muốn học, muốn tự học piano thì các bạn nên xem clip này. Mình sẽ cho các bạn những lời khuyên và những yếu tố nào để các bạn có thể bắt đầu học piano. Cái thứ nhất mà mình muốn gửi đến các bạn từ học piano là những cái yếu tố quan trọng và những cái lợi ích khi chúng ta học piano ha. Thứ nhất đó là nó sẽ tạo cho các bạn cái tính kiên trì và tập trung tốt hơn. Tại vì một cái tác phẩm đó, nó rất là nhiều kỹ thuật trong đó, thì các bạn đòi hỏi phải tập những cái kỹ thuật đó rồi xong chúng ta sẽ áp dụng vào cái tác phẩm thì nó sẽ rất là nhanh. Nên là các bạn phải tập đi tập lại cái kỹ thuật đó. Mỗi bài nó sẽ ứng vào cái mỗi kỹ thuật khác nhau, nên là đòi hỏi các bạn phải có sự tập trung để luyện những cái kỹ thuật đó. Và cái yếu tố thứ hai của piano, chơi piano nó sẽ giúp các bạn là rèn luyện trí nhớ và tạo cho cái không gian bộ não chúng ta nó minh mẫn hơn. Tại vì một tác phẩm á, trung bình một tác phẩm nhạc trẻ hiện nay thôi thì ít nhất cũng khoảng là từ 200 đến 300 nốt. Đấy, mình chưa nói những cái sonat đó nha. Sonat là cái tác phẩm nó tới gần 1.000, 2.000, 3.000 nốt. Bắt buộc chúng ta phải nhớ. Nếu mà các bạn chơi học thuộc lòng thì các bạn bắt buộc phải nhớ. Còn đối với những smarter âm nhạc thì mình không nói rồi. Người ta chỉ thị tấu, người ta nhìn lên ta quánh thôi, chứ người ta không cần phải tập trước đâu. Và cái thứ ba sẽ giúp các bạn đó là rèn luyện sự khéo léo và tăng cái trí tưởng tượng của các bạn lên. Như mình nói đây, những cái kỹ thuật thì bắt buộc các bạn phải tập và ứng dụng tùy bài hát khác nhau. Và khi các bạn đã hiểu về nhạc rồi và các bạn có thể biết hợp âm và những cái dòng hợp âm đó, thì các bạn chơi trong đầu các bạn sẽ nảy nở ra những cái câu nhạc mà chưa bao giờ ai đánh, chưa bao giờ ai chơi. Thì các bạn cứ đi theo dòng hợp âm và các bạn chơi, nó sẽ kích thích cái trí tưởng tượng của bạn ha. Và các bạn, một khi các bạn chơi được nhạc, hiểu nhạc lý cơ bản thì các bạn có thể sáng tác được luôn. Đó là lợi ích của học piano. Và cái thứ tư, rất nhiều các bạn hướng tới để học piano đó là xóa đi cái cảm giác gọi là cô đơn, thời gian rảnh rỗi nhiều và tạo thêm cái màu sắc cho cái cuộc sống của mình. Thì đối với âm nhạc đó, nó là một dạng trừu tượng các bạn, nên không nói được. Khi chúng ta buồn thì chúng ta, khi các bạn có thể biết được cái tác phẩm hoặc là những cái dòng hậu âm chúng ta suy nghĩ trong đầu ấy, nhưng mà các bạn đã vững nhịp đó nha, thì các bạn có thể triển khai mặc dù không biết bài đó là bài gì mà chưa bao giờ ai đánh luôn. Các bạn cứ gửi hồn vào đó, quýnh một cảm giác như feel là xong cái bài đó, là các bạn cảm thấy cái tinh thần các bạn lên phấn khởi hơn rất là nhiều. Còn không giống như những người, đa phần những người không học nhạc, người ta sẽ tìm tới những cái thú vui nó không lành mạnh lắm. Và một cái nữa mà nhiều bạn hướng tới để học piano đó là vì cái sở thích khè người khác. Học piano để về quê, tại vì ở quê mình chưa ai học piano. Học piano về quê quánh bài cho nó máu lửa, cho con gái trong xóm nó mở con mắt bự ra nó xem mình đánh. Hoặc là những bạn nữ, nhất là những bạn nữ nha, chơi piano rất là đẹp, rất là xinh nha, đôi bàn tay nắng nót đây rất là view nha. Và cái vấn đề khó khăn trong vấn đề tự học piano là gì? Thứ nhất là nhạc lý cơ bản. Ngày xưa mình đi học nhạc, thật ra nhạc lý cơ bản mình là một thằng gọi là bù chất, thầy cô dạy trên không hiểu gì, bởi vì nó rất khó tiếp thu. Nhưng một khi các bạn hiểu được nguyên lý của nó thì các bạn có thể triển khai thôi, nó rất là dễ. Thì để làm sao để học được nhạc lý cơ bản thì các bạn phải bỏ thời gian ra học một khóa piano cơ bản. Thì các bạn đã lớn rồi, đa phần những bạn tự học piano là những bạn tầm khoảng 10 tuổi đổ lên. Đấy, nên là các bạn đã nhận thức được. Tại vì piano á, các bạn nắm được lý thuyết thì các bạn có triển khai từ từ thôi. Nhưng mà một khi các bạn nắm lý thuyết mà muốn triển khai liền thì nó rất tốn thời gian. Nên khi các bạn đăng ký một cái khóa piano cơ bản, các bạn nhờ giáo viên dạy nhanh cho mình, không cần phải đi thực tập tại chỗ đâu. Các bạn cứ ghi chép lại những cái nhạc lý cơ bản, rồi sau đó mình về nhà có đàn mình tập lại thì nó sẽ ok hơn. Còn nếu như mà các bạn nào chưa có đàn, thì một tí phần sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn 2-3 sản phẩm
smart piano kết hợp với smartphone để hỗ trợ các bạn tự học tốt hơn ha. Và cái khó khăn tiếp theo đó là khi chúng ta học piano, mới đầu học piano thì bàn tay chúng ta rất là cứng, nó không có chịu ra, và cái não chúng ta chưa có chi phối, chưa có điều khiển được những cái ngón tay này, nên là cái tay chúng ta rất là cứng. Chúng ta tập thì các bạn, cái vấn đề này thì đòi hỏi các bạn phải có tính kiên trì và bỏ nhiều thời gian ra để luyện cho cái tay nó dẻo. Tại vì cái vấn đề này là rất nhiều bạn nản ở vấn đề gọi là cái não suy nghĩ này, cái tay làm chuyện khác. Đấy, nên là rất nhiều bạn nản, học được một thời gian cứ nửa khóa là các bạn trốn học thôi chứ không có học nữa. Bởi vì các bạn không có tính kiên trì nên là các bạn không thể nào học được piano. Vậy thôi. Và cái vấn đề nữa là các bạn cứ suy nghĩ ở trong đầu mình là mình sẽ học được piano, học được piano, học được piano. Nhưng thật ra nó không phải là như vậy. Khi các bạn học piano là bắt buộc các bạn đi phải từ thấp lên cao, chứ không có ai từ cao mà nhảy xuống thấp cả. Mình nói cho các bạn dễ hiểu hơn. Học piano, mình học thuộc nốt là một cái vấn đề, nhưng mà để triển khai nó, tập cho nó nhuần nhuyễn là một vấn đề. Nên là các bạn tập nhuần nhuyễn thì thầy cô sẽ cho các bạn qua, và các bạn qua các bài khác. Còn nếu như các bạn không nhuần nhuyễn, các bạn lên một cái bài khác nó khó hơn thì các bạn càng dễ nản hơn thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Còn bí quyết làm sao để có thể học được piano tự học ở nhà, thì đối với những bạn tự học ở nhà thì các bạn phải chịu khó bỏ thời gian ra luyện tập gấp đôi những người người ta đi học piano có thầy cô nha. Trung bình một ngày thì các bạn bỏ qua từng 15-30 phút để các bạn luyện kỹ thuật chơi piano, chạy ngón, và bỏ từ 5-10 phút để các bạn đọc cái tên note. Đọc thôi, không cần phải xướng âm mà cho nó đúng tần số hay là đúng cao độ gì đâu. Và cái thứ ba nữa là các bạn phải có tính kiên trì, bắt buộc phải có tính kiên trì, lòng đam mê và cái sự kiên nhẫn ha. Và một cái lời khuyên cuối cùng cho các bạn là dù là tự học piano nhưng mà các bạn nên đi học một khóa piano cơ bản để các bạn biết được nhạc lý. Chứ nhạc lý các bạn lên mạng các bạn tìm hiểu nó rất là khó, nó rất là trừu tượng. Chỉ có thầy cô mới có thể giải thích cho các bạn dễ hiểu và nhanh hiểu hơn. Các bạn xem trên mạng nó cũng hiểu đó, nhưng mà nó chậm hơn người ta rất là nhiều. Và một cái để cho các bạn có thể học tốt hơn nữa, đó là các bạn nên lên YouTuber, các bạn xem những cái clip tutorial piano để các bạn học theo. Cái dạng nó chạy xuống các bạn. Một tí mình sẽ hướng dẫn và chỉ cho các bạn những cái cây đàn mà nó có chức năng đó, kết nối với smartphone nó có những chức năng đó để các bạn tự học nha. Và phần thứ hai ở đây á, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số mẫu đàn keyboard và piano có thể tự học ở nhà tốt hơn. Nhưng mà ở đây mình chỉ giới thiệu cho các bạn những mẫu đàn mới thôi, hàng trong thùng, hàng mới 100%, chứ mình không có giới thiệu cho các bạn những hàng đã qua sử dụng. Bởi vì nhạc cụ điện tử, hàng đã qua sử dụng ở những cây dưới 10 triệu á, thì nó sẽ sản xuất tầm năm 1992 cho đến 2012 thì nó sẽ rơi vào cái tầm phân khúc từ 9 triệu đổ xuống ha. Thì cái cây đầu tiên mình giới thiệu cho các bạn đó là cây Casio CTS-3000. Cái lợi thế đầu tiên, đây là một cái cây có tầm phân khúc giá rẻ để thay thế cho các bạn nào không có tiền mua một cái cây piano tầm mười mấy triệu đổ lên hàng mới. Các bạn mua hàng cũ thì cái xác suất nó rất là cao về cái vấn đề hư hỏng, nên là mình chọn cây CTS-3000 để cho các bạn tự học piano. Thì đó, ở đây á, cái bàn phím nó gần giống như cây piano, ngoài ra nó có thêm những cái nút sustain. Khi các bạn chơi, các bạn không cần phải mua thêm một cái pedal để các bạn ghim vào, thì nó đỡ tốn kém chi phí cho mình hơn rất là nhiều. Và ở đây các bạn phím dạng hộp piano nên là nó cũng có cái mức phản xạ, ba mức phản xạ cho mình để chúng ta chơi giống như cái piano, tức là tôi búng nhẹ thì âm thanh nó sẽ ra nhỏ, và búng mạnh âm thanh sẽ phập lên mạnh. Cái mặt hạn chế của cây CTS-3000, đây là một cây keyboard nên nó chỉ có 61 phím, thì nó sẽ không hỗ trợ đủ cho các bạn nào mà chơi ở mức độ trung bình đổ lên của đối với trình độ piano. Thì đối với chắc những các bạn mới chơi piano, chúng ta tập chơi piano, chúng ta chỉ cần 2 quãng 8 là chúng ta có thể tự học và tự tập rồi. Khi nào mà chúng ta chơi ở mức trung bình tầm 1 năm, 2 năm sau thì chúng ta chơi được tác phẩm, thì chúng ta hãy đầu tư luôn một cái cây piano hẳn hoi. Và một cái sản phẩm tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là cây CDB S100 của thương hiệu Casio. Thì đây là một mẫu piano được sản xuất vào cuối
tháng 9, tháng 10 năm 2018. Thì đến nay cũng khoảng 1 năm rồi. Những công nghệ nó ứng vào thì mình đã từng trải nghiệm qua những cái sản phẩm này, nên là cái mức độ tiện nghi nó cũng rất là tốt. Thì sản phẩm này nó cũng có thể kết nối được với smartphone, hỗ trợ các bạn học tốt hơn thông qua phần mềm Jordana Play for Piano của Casio. Thì KCBS100 này thì nó là dạng phân khúc giá rẻ nhất ở thị trường Việt Nam mình. Giá nó rơi vào tầm khoảng 10 triệu. Và một sản phẩm cuối cùng mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là Hero Lung RB102. Đây là một sản phẩm hot 3 năm liền từ 2017 tới 2019 này, có kiểu dáng đẹp này, có nắp đậy này, bảo vệ được cái bàn phím bên trong này. Ngoài ra những cái công nghệ mà ứng trên cái cây đàn này là rất là tiên tiến. Nó sử dụng cái hệ bàn phím pha 4 và cái nguồn âm thanh Super Natural, nó rất là chân thật. Ngoài ra thì cái Go Lung RB102 thì nó cũng sẽ kết nối Bluetooth để kết nối với smartphone Android hoặc là iOS của mình, iPad cũng được luôn, để cho các bạn có thể tự học piano tốt hơn. Riêng về phần nhược điểm của cây RB102 thì các bạn đã biết thì giá nó sẽ hơi cao một tí, dành cho những bạn sinh viên thì không thích hợp. Còn đối với những bạn mà công nhân viên chức mà đã có điều kiện một tí thì chúng ta mua cái này. Tại vì cây RB102 này được mệnh danh gọi là hàng từ 20 triệu đổ xuống là nó vô địch. Thì đó là một số sản phẩm và những cái kinh nghiệm mình lúc trước cũng từng học piano chia sẻ với các bạn. Thì hy vọng cái clip này có thể đẩy cái tinh thần từ học piano các bạn tốt hơn, và các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái sự khó khăn của từ học piano. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip của Hoài Nam. Thì chúc các bạn có thể từ học piano tốt hơn. Và nếu như các bạn có muốn học piano thì các bạn cứ liên hệ với cái số mình có để ở dưới đường link. Những sản phẩm và những cái thông tin của bên mình thì bên mình bao gồm là trường này, trường dạy nhạc này, và chuyên kinh doanh tất cả các loại piano cơ, piano điện, nói chung là những cái sản phẩm âm nhạc, âm thanh, ánh sáng. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn có thể tự học piano tốt hơn nha. Chào tất cả các bạn.